Làm bạn gái giận mà năn nỉ một hai lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ luôn. Tại em cũng quạo, lúc mà em ngủ mà ai ồn ào là em bực mình lắm. Với lại em đói bụng em cũng quạo nữa. Cho ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Ngồi. Chào các bạn, mình là ông Địa. Hôm nay mình sẽ đến đây tìm bà Địa. Rồi. Ngồi đi ông Địa. Dạ. Rồi ngồi đi em, dễ thương quá. Rồi hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào anh bên đó. Em tên là Châu Thị Thu Hiền. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là lễ tân khách sạn. Em ở Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Mình làm việc ở đâu em? Dạ ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Phường mấy em? Dạ phường 1 ạ. Phường 1 dạ. Rồi còn em trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ bạn nữ và dạ, quý khán giả có mặt ở đây. Em tên đầy đủ là Phan Trần Hoàng Phúc. Sinh ra ở Cần Thơ, lớn lên ở Vĩnh Long và hiện tại đang làm việc ở Cần Thơ. Làm việc gì? Dạ em hiện tại đang làm đối tác cho Grab. Tức là chạy xe hay là chạy Grab bay? Chạy xe Grab bay. Nhưng mà mình là đang sống và làm việc ở Cần Thơ luôn hả em? Dạ em sống và làm việc ở Cần Thơ luôn dạ, chị. Dạ bên Cần Thơ rồi bên Tiền Giang Mỹ Tho rồi bao lâu mình gặp nhau được một lần? Dạ Tiền Giang Mỹ Tho cũng gần chị, đi khoảng 2 tiếng. Hồi trước thì em cũng có công tác ở trên Mỹ Tho. Trước khi mà em chạy xe đó thì em có học cái ngành nghề nào khác không? Dạ là em thì tốt nghiệp đại học thơ chuyên ngành là chăn nuôi thú y. Thì trước đó em có đi làm tiếp thị thức ăn được 2 năm. Sau đó thì nghỉ mà đi làm cho Grab với cũng đang xin việc khác. Tốt nghiệp đại học là kỹ sư chăn nuôi đó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu nha. Làm sao mà xuống tới chạy xe luôn rồi đó. Nó tóm lại là có lúc này lúc kia ha. Nhược điểm của em là gì? Thì cũng quan tâm lo lắng, thì cũng chiều chuộng bạn gái, hay nóng tính với cũng không có kiên nhẫn cho lắm. Nhiều khi làm bạn gái giận mà năn nỉ một hai lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ luôn. Thì cố gắng năn nỉ chứ. Nếu mình yêu thì mình sẽ cố gắng. Sợ chứ không còn tình yêu với nhau thôi. Bạn gái, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ em làm handmade, em làm được. Dạ em làm việc nhà mà liên quan tới sửa ống nước gì em cũng có thể làm được. Ghê vậy, tướng gì mà sửa ống nước luôn hả? Dạ mấy cái đơn giản chị là không cần phải nhờ đàn ông là em làm được. Còn phức tạp mà cần thợ là không được. Nói chung vậy là em cũng tỉ mỉ đó ha. Dạ nhược điểm của em là em cũng quạo, lúc mà em ngủ mà ai ồn ào là em bực mình lắm. Làm chửi đó hả? Dạ không chửi nhưng mà em la thôi. Với lại em đói bụng em cũng quạo nữa. Nói chung là em dễ quạo lắm đúng không? Dạ, giống lúc ngủ với lại lúc đói thôi. Tức là xấu máu, ngủ đói. Dạ, đúng rồi, còn bình thường. Cho ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha. Dạ, đúng rồi anh. Bây giờ thì sao nè? Dạ. Bạn gái. Dạ, em trải qua được một mối tình thời sinh viên mà em quen được 4-5 năm. Mà sau đó là em chia tay với lý do là tại vì gia đình bạn đó không có cho quen. Ủa giờ kỳ vậy, quen 4-5 năm dạ, tại vì lúc đó là người ta không thích. Giống như mình ăn mặc kiểu như quần sọt, áo ba lỗ rồi không thích. Sau này em có thay đổi nhưng mà cũng không chịu nên là thôi, tới bây giờ. Tới giờ dạ, luôn? Dạ đúng rồi. Là bao nhiêu năm rồi? Dạ 3-4 năm. Mà không có mối tình nào khác? Dạ đúng rồi. Em cũng không thích bạn nam hay soi mói cái chuyện ăn mặc hoặc là trang điểm á. Em cũng thích mình trang điểm để là mình tự tin thôi, chứ không phải là để cua ai đó hay gì đó. Nhưng mà cứ xét nét là em không chịu. Thế bạn trai sao? Bạn trai có cho bạn gái chân diện không? Dạ em thì em suy nghĩ thoáng lắm chị ơi. Bạn nữ làm đẹp là để hãnh diện cho mình. Nói chung làm đẹp vừa phải là em đồng ý rồi chị. Không, làm đẹp quá thì sao? Đẹp có quá thì không? Em nhắc nhở nhẹ nhàng. Kỳ vậy? Em muốn ta làm đẹp cho mình, làm đẹp cho gia đình, cho xã hội mà làm đẹp quá là nhắc dạ, nhở ý là ý nói làm đẹp quá nhiều khi tha son mà quýnh môi đỏ quá thì nhìn nó cũng không có đẹp lắm anh. Sao mấy người ta đánh môi đỏ nó đẹp? Chắc cũng tùy người. Nói tóm lại là phụ nữ cứ thoải mái làm đẹp. Dạ. Mình đàn ông mà mình hãy khuyến khích điều đó. Dạ. Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi nè? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên của em thì em quen năm lớp 11. Thì em với bạn nữ quen được 1 năm rưỡi. Rồi bỏ qua đi.
Mối tình mới nhất là đây rồi nè. Dạ, mối tình đây là chia tay đến giờ cũng 6 tháng. Thì bạn nữ lớn em 2 tuổi. Quen bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi? Dạ, quen được 3 tháng. Thôi thôi, đâu có 3 tháng. Đâu có yêu đương gì sâu lắm đâu đúng không? Dạ em thì nếu mà quen thời gian thì nó cũng không quan trọng lắm mà tình cảm nó nhiều. Thì nhưng mà lúc đó thì bạn nữ cũng hỏi tới chuyện là cưới hỏi. Mà em cũng chưa có sẵn sàng. Tại vì bạn nữ lớn em 2 tuổi thì nói là em là con gái lớn anh nữa là không có đợi anh được. Rồi bây giờ đã chuẩn bị để cưới chưa? Giả tỷ bên đây người ta cũng đòi cưới rồi làm sao? Dự định của em là từ 2 năm trở lại Thì nếu mà tiếp xúc làm quen thấy hợp thì mình sẽ đi tới hôn nhân sớm hơn. À, có nghĩa là phải 2 năm đổ lại. Phụ nữ người ta có thời xuân sắc của người ta, đừng có để thời đó qua biết không? Thành ra người ta lo vậy thôi. Yêu là cưới nha cưng. Dạ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào em gái? Phải cao hơn em từ 1m6 trở lên. Rồi. Dạ, vậy là ăn mặc tươm tất với lại là lịch sự. Đừng có chửi thề, em không thích. Hút thuốc cũng được nhưng mà đừng hút nhiều thôi. Cũng dễ tính quá ha. Rồi dạ, nhậu nhẹt đồ rồi sao? Dạ nhậu cũng được tại vì nhà em đa số là nhậu. À. Rồi, ở khoe cả nhà biết nhậu em luôn ha. Em miền Tây mà. Nhưng mà đặc biệt không được chửi thề đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhậu nhậu xỉn lên là chửi thề là mệt lắm á. Dạ câu nào cũng chửi là không được. Có không em trai? Dạ không, anh em cũng ghét chửi thề lắm. Vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cao khoảng 1m55 trở lên. Rồi có luôn. Vui vẻ hòa đồng á, chứ hiền quá cũng không được. Mà dữ quá thì cũng không hay. Biết quan tâm với biết cách cư xử với người lớn hay gì. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn nữ cư xử với người khác là không đúng mực. Chào chị. Được ha, cặp hai bạn này mặt cũng giống nhau á. Dạ. Mình có định là lấy vợ về thì mình sinh sống ở đâu, có làm dâu không em? Thì ở chung với ba mẹ. Rồi thí dụ như bây giờ người ta muốn bắt rể em đi lên Tiền Giang ở thì được không? Dạ thì bắt rể lên ở luôn thì chắc không được. Tại vì em là em trai lớn, còn nhà em gái. Nhưng mà em nếu mà đi đến hôn nhân thì em sẽ cố gắng sắp xếp là để hai bên gia đình cha mẹ được hai đứa con báo hiếu đầy đủ. Rồi vậy cũng tốt ha. Có cưng chiều bạn gái không? Dạ cưng chiều có, năn nỉ có. Nhưng mà năn nỉ hồi trước thì ít năn nỉ được vài lần. Nhưng mà chắc bây giờ phải cố gắng tập năn nỉ nhiều. Đúng rồi, phải cố gắng nha. Tại em cũng nghe đẹp trai thì không bằng trai mặt. Vừa đẹp trai vừa trai mặt luôn là tốt hơn. Được rồi đó. Thế là nhà trai là mặt mày sáng sủa. Được. Đến qua anh thăm đàn gái chút xíu thôi nha. Giống như yêu cầu của em không? Cao hơn 1m55 đúng không? Dạ em chào anh. Chào em gái. Dạ. Bỉ Thò. Dạ đúng rồi. Quê của tôi đấy. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông mà kiểu như không có biết mà lo cho gia đình á. Bạn bè là hay đi chơi nhiều rồi cưới vợ về xong để đó để làm dâu á. Là em không thích như vậy. Suốt ngày đi chơi bạn bè thôi ha. Dạ đúng rồi. Sau khi cưới á là cứ đi chơi rồi không nghĩ gì tới gia đình vợ con là em không thích. Dạ. Về Cần Thơ làm dâu được không? Dạ cái đó cũng được, gần đi tới đi luôn cũng được. Ừ cũng dạ. Được. Anh thấy cũng ổn, cô gái ở đây rất là xinh nha, dễ dâu thương. Hay không giờ không quan trọng, vấn đề là giống như bạn gái nói là chồng có yêu thương mình hay không, đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ chị bắt mình nhà làm dâu rồi đi đâu ngoài đường không là chết rồi. Dạ ha. Dạ rồi bây giờ mình xin ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với MC Cát Tường. Dạ. À, tôi là mẹ của Hiền. Chào cô. Cô thấy con rể tương lai của cô nè, thấy nãy giờ tính hết nói chuyện này kia có được không cô? Cô thấy thì cũng được, nói chuyện cũng hoạt bát vui vẻ. Từ tỷ giờ thì Hiền nó cũng vậy, nó cũng hòa đồng lắm mà nó cũng siêng năng, chịu khó lắm. Cô cũng muốn cho hai đứa có cơ hội, tìm cơ hội để hẹn hò. À, dạ thì con tới đây thì hy vọng là tìm được bạn nữ cùng mình vượt qua khó khăn của giai đoạn hiện nay. Hiện nay khó khăn lắm hả? Dạ tại vì cái công việc của em hiện giờ là nó không có ổn định lắm anh. Tại vì chạy gáp thì nói chung là có thu nhập mà thu nhập không tốt. Thì ngoài chạy gáp thì cũng có đi tham gia bên đoàn Lân Sư Gồng nữa. Bởi vì hôm nay em mới lấy hình ảnh lầu địa ở đây tham gia. Thì cái băn khoăn của em thì hiện tại là công việc. Nhưng quan trọng hướng tới tương lai kìa. Cái công việc hiện tại thì mình chấp nhận điều đó để mình mưu sinh, để mình làm cái bàn đạp để mình tiến lên phía trước nữa. Dạ. Chứ phải công việc đó là công việc cả đời, mình cũng đừng có lo. Dạ. À, mình cũng đừng có tự ti với cứ điều gì, hãy lạc quan lên. Nào bản lĩnh đàn ông đâu, đúng không?
Em giỏi mà, là còn một trẻ học, mà tốt nghiệp kỹ đại sư học, mà trẻ mà. Không lo điều đó, quan trọng là hai đứa có đồng lòng đồng sức, hai đứa có yêu thương với nhau hay không thôi. Dạ. Yeah. Rồi em hứa với cô điều gì đi? Nếu mà hai tụi con có cơ hội đến với nhau á thì con hứa là sẽ chăm sóc Hiền như là cô với chú ở nhà đã yêu thương chăm sóc cho Hiền. Nói được thì cô cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Vậy được chưa cô? Dạ. Để con rể tương lai mình vậy được chưa? Cô thì cái gì cũng được, nhưng mà quan trọng hai đứa nó hợp nhau rồi cô chịu à. Cô dạ. Chịu ha. Rồi, rồi cảm ơn cô. À, hôm nay thì em đi với ai, bạn trai? Dạ em đi với mẹ, với dạ. Dì, với bạn. Dạ. Chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ, dạ chào cô. Chào khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Phúc. Thấy bạn nữ bên đây cũng xinh, cũng dễ thương. Thì mong cho hai cháu được sớm hẹn hò, có cơ hội để tìm hiểu nhau. Bây giờ mình đại diện đàn trai mình nói gì với đàn gái đi, coi như đi lần đầu tiên gặp mặt ha. Có đôi khi là thành thông gia đó. Dạ đúng rồi đó cô. Chào chị. Chào chị. Thì em đến đây cũng tìm vợ cho Phúc. Mà nếu mà hai đứa có hợp với nhau á thì sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi nếu mà hai đứa thấy hợp thì mình tính với tụi nó. Dạ. Rồi nếu hợp thì mình tính cho tụi nó. Có thuận lợi bước đầu, quan trọng là hai bạn thôi. Bây giờ mình sẽ mở hàng rào ra cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện nha. Có thể hiện gì đó, thể hiện không? Hả? Đây. Em đội cho bất ngờ. Ra gặp bạn gái rồi nó làm gì làm đi. Rồi, chuẩn bị. Kéo hàng rào. À. Đứng lên hát, đừng có mở ra, đứng lên hát. Vừa hát vừa quạt hát bài gì đó. Bắt nhịp em vô ca. Bài bắt nhịp ha. Dạ dạ. 2 3 Muốn qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vơi vơ nhưng chúng anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Ủa em đi múa lân là em làm ông đĩa luôn thôi, hả? Thôi mở cái đi. Dạ không chị, em múa lân như đánh trống chị. À. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em cũng có món quà em tự làm tặng anh. Wow, dạ tự làm mỗi lần mà dạ mỗi khi mà anh xem đồng hồ thì anh nhớ tới em nha. Em có xem mỗi lần là em nhớ tới anh nha. Dạ có xem mỗi lần nhớ tới anh rồi ha. Rồi chúng ta trò chuyện đi hai bạn. Thì sao nói chuyện qua hàng rào nó dễ hơn hả chị? Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ nãy anh nói anh tên gì em không nghe được. Anh tên Phan Trần Hoàng Phúc. Anh 25 tuổi. 25 tuổi à? Đúng rồi, tuổi dạ. Quý Dậu. Còn nãy anh có nghe em bao nhiêu tuổi không? 27 tuổi là dạ, như tuổi 10. Dạ đúng đúng rồi. Dạ anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Biết làm cái này cái kia rồi tự tay làm cái này thì dạ, anh đúng thích. Rồi. Dạ em cảm ơn. Nhớ là như bạn gái cũ cũng hơn 2 tuổi rồi không chịu cưới rồi chia tay đó. Em có dự định khi nào tiến tới hôn nhân không? Vậy là có duyên mà hợp yêu nữa đó thì khoảng chừng 5 là được. Thì anh dự tính là 2 năm thôi, nhưng mà nếu mà có thể sớm hơn. Có thể sớm hơn à? Tại mẹ cũng hối rồi. Mấy cô hàng xóm cũng nói tôi có cháu khoe hoài à. Anh đem cái đó thì anh không muốn hả? Thiếu sống. Dạ. Thì nếu mà có tổ chức đám cưới thì múa lần cũng được. Dạ. Rồi, không lẽ cũng lẽ múa luôn hả? Múa lần. Dạ, độc lạ. Nếu mà mình hẹn hò thì mình hẹn ở đâu được anh? Anh sẽ lên thăm em. Còn như lâu lâu thì em muốn đi chơi Cần Thơ thì... Cần Thơ, Mỹ Tho đi có 2 tiếng à. Dạ đúng rồi. Dạ. Chung anh cũng không ngại xa. Mình có lý do được rồi. Sau này lấy nhau về thì trong tiền bạc trong nhà kinh tế ai quản lý? Anh nghĩ ai quản lý được anh? Dạ em thì em nghĩ thường là nữ sẽ quản lý. Giữ chung cũng được. Dạ. Tại vì nó quản lý nghiêm trọng á, giữ chung. Nhưng mà anh đừng có đi chơi nhiều là được. Đi chơi hết tiền không để dành được đâu. Anh cũng ít đi chơi lắm, đi chơi cũng chán rồi. Chơi chán. Quan điểm với con cái thế nào? Chưa có con cái mà quan điểm với con cái hả? Ủa phải nói chứ, thằng ông hay bắt phụ nữ đẻ lắm. Thí dụ thích con trai cứ bắt đẻ hoài, chừng nào ra con trai vậy thôi. Dạ vì con cái thì em trai gái gì em cũng thích. Hai đứa, một trai một gái là được. Dạ.
À. Rủ thí dụ không ra một trai một gái thì sao? Hồi xưa tôi cũng nói vậy đó. thì mình dự tính thì vậy thôi, còn đằng nào cũng phải hai đứa cho nó vui, còn trai gái thì tùy nhanh. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, mình nói cho đối phương biết cảm xúc hiện tại bây giờ của mình là gì. Lúc mà anh đăng ký chương trình này là khoảng 2-3 năm trước, thì hôm nay gặp em ở đây thì cũng như là mình có duyên. Thì còn nợ hay không thì mình sắp xếp. Dạ em nghĩ là em với anh gặp là duyên dữ lắm rồi. Em lên chương trình chỉ muốn gặp người mà để mà gọi là cái duyên mà mình không biết mặt mà mình gặp á, nó cũng ý nghĩa lắm chứ không phải là đùa, để lên đây là để đùa. Chính xác. Nên là em muốn em với anh nếu mà có bấm nút á thì mình nên nghiêm túc. Chính xác là như vậy. Các bạn biết không, ở trên hai chiếc ghế này thấy vậy thôi chứ cái giá trị về thiêng liêng nó rất là cao các bạn nhé, giá trị nhân văn cũng rất là cao. Có nhiều bạn không thích nhau, tim không đập rung động, không bấm. Nhiều chàng trai đã không bấm các cô gái và nhiều cô gái cũng không bấm các chàng trai. Chúng ta không bấm vì bất cứ điều gì hết, mà chúng ta hãy bấm vì trái tim rung động. Không phải đến đây để ngồi chơi, nói chuyện xong rồi về, hay là bấm để xuống chơi. Mình không đùa nha. Nha các bạn nha. Bởi vì khi mình đùa gặp nhau là xem như là nếu mà bấm sai là chúng ta mất duyên đó nha. Nên thật tình trái tim rung động hẳn bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Rồi mời em. Ủa sao em bấm nó không ăn? Em có bấm không? Bấm nó không ăn. Em bấm mạnh lên. Quà của em. Đấy, anh nói anh trai nghe, cái gì cũng phải quyết liệt, phải mạnh mẽ lên. Một cô gái gương mặt rất là phúc hậu, hãy chăm sóc cô ấy thật kỹ nha, em trai nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì có rất nhiều điều trăn trở. Đôi khi chúng ta cũng không có làm được những gì ta mơ ước, nhưng mà hãy cố gắng nỗ lực thì chắc chắn nó sẽ thành công. Con xin phép bác gái thì hiện giờ là con tạm thời chăm sóc Hiền phụ với bác gái. Nếu đi xa nữa thì con chăm sóc luôn. Rồi, gật đầu rồi đó. Đổi húng. Quyết liệt lên nào, mạnh mẽ lên, mình con trai mà. Mẹ kia mạnh mẽ lên con kìa. Dạ, em anh không. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đưa bạn gái đến đó xem phim khi mà có thể, có điều kiện ha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Chăm sóc cho bạn gái của mình. Bạn trai. Cố gắng lên, chúc mừng hai bạn. Nếu chúng ta quyết thì điều gì chúng ta sẽ làm được hết. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi,